Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Duyên đối mặt với sự nhầm lẫn tai hại. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Lỡ hẹn với ngày xanh. Bản quyền thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ở tập trước, Duyên đang loay hoay tìm việc thì nhận được việc thiết kế khu mộ gia đình. Vị khách này sẵn sàng chi nhiều tiền để ngôi mộ nhà mình to hơn, hoành tráng hơn mộ nhà hàng xóm. Về kích thước phải xây cao, to bề thế hơn những ngôi mộ bên cạnh. Nếu mộ hàng xóm càng lớn, tôi sẽ chỉnh kích thước lớn hơn nữa. Tôi định dát vàng phần hoa văn nên cô thiết kế sao cho vừa hiện đại, vừa truyền thống, hoành tráng, độc nhất vô nhị, vị khách thuê Duyên đưa ra yêu cầu. Ở một diễn biến khác, trong lúc cho thường xem bản thiết kế của mình, Duyên mới phát hiện ra đã đưa nhầm cho chủ tịch Thắng chiếc USB có chứa bài thuyết trình. Thôi chết tôi rồi, tôi đưa nhầm USB cho chủ tịch rồi. Những thứ mà chú ấy cần xem đang ở đây, còn những thứ tôi thiết kế cho ông thì chú ấy đang cầm, Duyên kêu với bạn thân. Cũng trong tập này, bà Thu Lê tự tay vào bếp nấu ăn cho chồng con khiến ông Thắng khen vợ hết lời. Em muốn vào bếp làm cho bố con anh những món yêu thích, bà Thu Lê nói khi thấy chồng. Thảo nào, cái răng suốt ngày chỉ ăn cơm nhà không rời được. Bây giờ con về rồi, mẹ tha hồ trổ tài nhé. Đêm qua em mất ngủ, làm một mình có mệt không? Ông Thắng quan tâm vợ. Khi ông Thắng đề cập việc muốn giới thiệu việc cho con gái, bà Thu Lê tỏ vẻ không thích. Trong tập 3 của bộ phim Lỡ hẹn với ngày xanh, Duyên đối mặt với hậu quả của việc đưa nhầm tài liệu cho chủ tịch Thắng. Cô vô cùng lo lắng và tìm cách giải quyết vấn đề này. Cô băn khoăn không biết phải làm thế nào để giải quyết tình hình một cách êm đẹp nhất, vừa không làm mất lòng vị khách hàng quan trọng, vừa giữ được công việc thiết kế khu mộ gia đình. Để làm được điều đó, Duyên quyết định sẽ phải tìm cách gặp gỡ chủ tịch Thắng một cách chính thức, xin lỗi về sự nhầm lẫn và hy vọng ông có thể hiểu và tha thứ cho cô. Trong khi đó, tại nhà của ông Thắng, sau khi khen ngợi vợ về bữa cơm tối, ông Thắng tiếp tục bày tỏ mong muốn giới thiệu Hiệp cho con gái mình, nhưng bà Thu Lê vẫn tỏ ra khá e dè và không mấy hào hứng với ý tưởng đó. Bà lo ngại rằng con gái mình có thể sẽ không hạnh phúc nếu phải kết hôn theo sự sắp đặt. Bà quyết định sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với con gái về vấn đề này, mong muốn con mình sẽ tìm được hạnh phúc thực sự. Về phía Duyên, cô mạnh dạn đến văn phòng của chủ tịch Thắng và xin một cuộc gặp. Trong cuộc gặp, Duyên đã trình bày một cách chân thành về sự nhầm lẫn và mong muốn được sửa sai. Đến nỗi bất ngờ, chủ tịch Thắng không chỉ không tức giận, mà còn bày tỏ sự quan tâm đến dự án thiết kế khu mộ gia đình mà Duyên đang thực hiện. Ông thậm chí còn đề xuất một số ý kiến của mình để làm cho dự án trở nên hoàn hảo hơn. Trong khi Duyên đang làm việc cật lực để hoàn thiện dự án, cô cũng nhận được sự hỗ trợ từ Thường, người bạn thân đã giúp cô nhận ra sự nhầm lẫn. Thường khuyên Duyên nên xem đây là cơ hội để chứng minh khả năng của mình và không nên quá lo lắng về những sai sót nhỏ. Cùng lúc đó, bà Thu Lê và con gái cuối cùng cũng có một cuộc trò chuyện thực sự. Con gái bà bày tỏ mong muốn được tự do trong việc lựa chọn đối tác đời mình, và bà Thu Lê, sau một hồi phân vân, cuối cùng cũng đồng ý ủng hộ quyết định của con gái. Bà nhận ra rằng hạnh phúc của con mình quan trọng hơn bất kỳ sự sắp đặt nào. Tập 3 kết thúc với việc Duyên hoàn thành dự án thiết kế khu mộ gia đình và nhận được lời khen ngợi từ vị khách hàng khó tính. Công việc của cô không chỉ được đánh giá cao về mặt chuyên môn, mà còn thể hiện sự tôn trọng và hiểu biết giữa các nhân vật. Duyên, với sự giúp đỡ của bạn bè và sự chấp nhận từ chủ tịch Thắng, đã có thêm niềm tin vào bản thân và khả năng vượt qua khó khăn. Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Lỡ hẹn với ngày xanh. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.